ông đang truyền nghề cho thế hệ đấy ạ. Vâng, đây là cách Con để cháu. mà kiểm tra xe xem có bị thủng xăm hay không. Đấy, chúng ta phải chuẩn bị có một chậu nước. Rồi xoay bánh xe chung quanh, ngâm xuống nước xem là lỗ thủng ở chỗ nào. Đấy. Khi nào biết được là có bòn bọt lên ở chỗ nào, bong bóng lên là có bị thủng ở đó. Bạn phải tìm một cái tăm hay cái gì để đánh dấu à. Đấy, và lỗ thủng đã được ông phát hiện rất nhanh. Ông sẽ đánh dấu lỗ thủng. Vâng, lỗ thủng đã được ông cố phát hiện. Đấy, chúng ta thể quan sát thấy lỗ thủng. Ông có đồng hồ Rolex của Thụy Sĩ luôn. Ông vá xăm là không lấy tiền nhá. Làm từ thiện giúp các cháu này. Này, mấy cháu này ông có thu tiền bao giờ chưa? Chưa à? Thế ông không lấy tiền, không có mua gì cho ông không à? Ông có lấy tiền không? Không à? À, ông làm từ thiện à? Mai lòng cầu mai mỗi lòng phụ dâu phụ rể cho ông ấy vất vả phụ dâu đấy. Sau khi đánh dấu được giấu được cái điểm thủng xăm rồi thì làm gì nhỉ? Để lau khô và đánh giấy ráp. Đánh giấy ráp mục đích để làm gì nhỉ ông? Để gắn keo. Ông ráp xong bắt đầu ông sẽ gắn keo. À, làm sạch bề mặt sau đó gắn keo vào và gắn miếng dán vào, sau lấy dùi đục hay lấy búa đập là được đúng giờ. Công đoạn tiếp theo là dán miếng dán vào. Bây giờ là ông xì hơi đi. Con vải búa rồi. À, để lóc lại. Cơ bản là quá trình vá xăm đã xong. Bây giờ là lắp lại hoàn chỉnh nữa. À, còn một điểm nữa là phải đập cho nó dính, đảm bảo là nó dính chắc không bị hở. Bò bò mấy à những cái mình là quần tướng này. Chính xác, chính xác. Thì đang lại học giỏi lại đi làm thuê mà học dốt lại làm chủ. Học giỏi thì đi làm thuê mà học dốt lại đi làm chủ. Còn làm thuê được phải làm chủ. Học dốt lại đi làm chủ mà học giỏi chỉ đi làm thuê thôi. Giỏi giỏi chuyên môn nghề nghiệp thì đi làm thuê thôi. Alo. Alo. Ở xa chỗ bạn bộ à? Lạc chín rồi ông.
Rồi, đấy là ông đã vá cho hai cháu xong rồi nhá. Cảm ơn ông chưa? Đấy, cảm ơn ông Lộc. Đấy. Đấy, ông bơm xong nữa là xong. Được rồi. À, cảm ơn ông.